chào các bạn, thì hiện tại mình đang chuẩn bị giao chiếc xe cho khách hàng này ở Bình Dương các bạn. Khách hàng này mua xe để chở những cái hàng thùng của các bạn. Khách hàng đang kiểm tra xe rồi. Chiếc xe nó nhìn rất đẹp nha các bạn, nhìn cái ngoại quan bên ngoài cũng như là bên trong của chiếc xe này, chiếc xe rất là thời thượng, nhìn nó rất đẳng cấp các bạn. Mình lên chiếc xe này mình ngồi cái không gian nó thoáng, với cái tập kính quan sát nó giảm điểm chết đó các bạn, cho nên mình ngồi nhìn rất là thoải mái, nhìn được bên trước bên sau. Đấy, mình đang đứng tại nhà máy ô tô Giác này các bạn, đang chuẩn bị làm lễ bàn giao xe cho khách hàng này. Đấy, xe là thùng kín, có một cửa hông một bên nữa các bạn. Các bạn ơi, bây giờ khách hàng đang đi lấy xe để chạy về nhà các bạn ạ. Bữa nay là ngày giao xe của khách hàng, thì bên mình có tặng quà với lại tặng thùng bia cho khách hàng các bạn. Đây, chúc quý khách hàng nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng phát đạt và gặp nhiều may mắn, mua thêm nhiều xe nữa. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Xe TV. Hiện tại mình đang đi đăng kiểm chiếc xe 6 tấn rưỡi của Giác năm 2019 nha các bạn. Xe này là một cái dòng xe rất thông minh nha các bạn. Xe này động cơ nó là động cơ 300, có turbo tăng áp, phun nhiên liệu bằng điện tử. Xe này là cabin vuông nha các bạn, được thiết kế rất đẹp. Các bạn sẽ xem cái hệ thống kính chiếu hậu của hai bên nha các bạn. Dòng xe này thì động cơ nó 3.0 lít. Khi mà chạy chiếc xe này thì nó rất là êm các bạn. Nói chung là nó 3 chấm nhưng mà rất mạnh các bạn ạ. Mà sử dụng động cơ đứt này thì động cơ này cũng đứt nha các bạn. Động cơ này thì rất tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ này nếu mà theo tính toán và đã thử cái đường trường thì nó tầm khoảng cỡ 11 tới 12 lít cho 100 km nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy cái hệ thống. Ngồi ở trên cabin thì mình quan sát rất là rộng. Hệ thống kính thì cũng rất thoải mái. Mình đang chạy chiếc xe này, chiếc xe thùng kín nha các bạn. Đăng ký mình đang đi đăng kiểm ở Bình Dương về. Vừa mới đăng kiểm xong, đây là đang đi trên đường đại lộ Bình Dương, đang chuyển qua trên quốc lộ 13 các bạn, gần tới metro. Đấy, trên bảng tắp lô của nó thì hiển thị rất nhiều thông tin nha các bạn, thông tin về nó tính được cái vận tốc trung bình này, tính được cái lượng tiêu hao nhiên liệu này trung bình này, rồi nó còn có hai cái đồng hồ báo cái báo hơi các bạn. Nói chung là nó rất thông minh. Và trên vô lăng thì vô lăng đa chức năng, có tích hợp các cái nút điều khiển âm lượng và phím lẩy chuyển bài áp các bạn hiểu nha các bạn. Vô lăng nó cũng là vô lăng 4 cháo, được thiết kế rất đẹp và tinh xảo nha các bạn. Đấy, mình đang gắn một cái USB trên xe này các bạn.
các bạn nhìn thấy này. Đấy. Xe này thì cái góc nhìn được rất rộng nha các bạn, bởi vì cabin nó rộng mà. Cái loại 6 tấn rưỡi này thì hiện tại thùng nó là chiều dài lọt lòng của nó 5m25 nha các bạn. Đấy các bạn thấy nó rất rộng mà. Cái góc kính là nhìn quan sát rất là dễ. Nó có một cái điểm thông minh nữa là chìa khóa nó là cũng chìa khóa điều khiển từ xa, rất thông minh nha các bạn. Đấy. Cái kính thì nó dùng kính trên đường của hai bên, và có một cái nữa là khi mà mình đi với tốc độ mà từ 40 km trở lên á thì cái cửa nó sẽ tự động nó lắp lại các bạn, đây là một chức năng rất an toàn. Cửa thì thiết kế rất đẹp đây các bạn, anh nói là chạy chiếc xe này nó giống như xe hơn các bạn, cái số thì rất êm, số thì vào rất nhẹ, Amazon rất nhẹ các bạn. Đang chạy gần đến ngã tư Hòa Lân rồi các bạn. Xe này phải nói là xe này sử dụng hệ thống thắng hơi nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem, quay cho các bạn xem cụ thể. Nói chung là cái chiếc xe này nó rất sang nha các bạn. Mới đăng kiểm xong. Chạy lên chiếc xe này thì rất thoải mái nha các bạn. Đi số vào rất nhẹ nè, Ameya thì cực kỳ nhẹ luôn. Chạy chiếc này không khác gì chạy chiếc Innova các bạn. Và động cơ thì động cơ này sử dụng động cơ của Đức, cho nên là động cơ này nó rất bền và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Đây các bạn. Đấy, hệ thống kính của nó này, nó nhìn nó quan sát các chiến người vật trước sau rất là thoải mái, thị trường quan sát cũng rất rộng. Đấy, trước sau các bạn rất an toàn nha các bạn, động cơ nổ cũng rất êm, mình vào số ra số thì cũng rất nhẹ các bạn. Xe này thì hệ thống âm thanh giải trí, hệ thống loa cũng của Đức luôn nha các bạn, nghe rất hay. Mình đang đi tới ngay chỗ ngã tư Hòa Lân nha các bạn. Chiếc xe này phải nói là nó rất êm các bạn ạ. Đây nó không phải là chiếc xe tải nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái đồng hồ nó hiển thị rất nhiều con số. Đấy, cái chip đó là cái đoạn đường mình đã đi nè, cái trên average speed, nghĩa là cái tốc độ trung bình lúc nãy giờ mình chạy là nó 27 km/h nha các bạn. Đấy. Nó còn có cái đèn báo về cái mình chưa thắt dây an toàn các bạn, nó là nó cũng thông minh. Cái cửa đồ các bạn nhìn thấy hệ thống cửa trong cabin quá đẹp, quá sang trọng các bạn. Chạy lên chiếc xe này mà nhìn nó rất là sang, chạy chiếc xe này với hệ thống kính như thế này thì nó giảm được cái điểm mù nha các bạn. Chạy xe tải thì điểm mù rất lớn, nhưng mà khi mình chạy lên chiếc xe này thì hệ thống kính nó rất lớn và rộng, quan sát được trước sau cũng như là cái tầm nhìn nó rất rộng, cho nên là nó giảm đi những cái điểm mù. Nên chiếc xe này cũng là một chiếc xe rất là an toàn các bạn.
Các bạn ơi, mình lấy lái chiếc xe này thì cảm giác lái của nó là rất êm các bạn. Nghe cái động cơ, các bạn hãy lắng nghe cái động cơ. Tiếng động cơ nổ rất là giòn và nghe nó êm và nó đã các bạn. Nghe rất là hay. Đây, mình sẽ quay phía sau các bạn xem thùng xe. Đấy, xe này cũng kín nha các bạn. Bánh nó nè, đấy. Trên hệ thống giải trí trên chiếc xe này là cũng rất hay nha các bạn. Lúc nãy mình có bấm tắt cái ở trên cái vô lăng rồi, bây giờ mình chạm nè, mình chạm nó sẽ hát lại nha các bạn. Các bạn đang đi mà có điện thoại hay là có cái việc khẩn cấp thì các bạn có thể mở nhỏ lại, mở nhỏ cái vô lăng, mở nhỏ cái phanh âm lượng này nè các bạn. Đấy, mình mở lớn nè. Chờ một đôi niên đã chung đi, yêu say bi vô cùng đau chi. Phải nói là cái cảm giác lái của chiếc xe này nó rất nhẹ các bạn. Cái vô lăng của nó thì cực kỳ nhẹ, vô lăng thì rất đẹp và nó là cực kỳ nhẹ. Phải nói là cái cách bố trí từng chi tiết ở trên chiếc xe này thì cũng rất đẹp các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là từ cái kính hay là mọi thứ trên tắp lô thì rất sang trọng các bạn. Tắp lô nó mới đi đấy. Đấy thì các bạn ơi, khi nào mà cần lấy thử xe thì liên hệ với mình, để đến trên cửa nhà máy để dắt để lấy thử xe. Phải nói là cảm giác lái chiếc xe này quá tuyệt vời các bạn. Đi chiếc xe này nó không khác gì chiếc xe du lịch nữa các bạn. Nó không còn là một chiếc xe tải bình thường nữa, nó đã được nâng cấp bởi vì nó là thế hệ xe tải 4 cộng cộng các bạn. Thank you.